Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chưa khôi phục đường bay quốc tế thường lệ đến Trung Quốc. Các bến xe và đơn vị kinh doanh vận tải hành khách triển khai phương án phục vụ Tết. Cục Hàng không Việt Nam cho biết vẫn chưa thể khôi phục đường bay quốc tế thường lệ đến Trung Quốc do Tổng cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc chưa được giao thẩm quyền trao đổi với các nước về việc khôi phục vận chuyển hành khách quốc tế. Trước đó, thực hiện chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải về việc khai thác các chuyến bay thường lệ chở khách quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam đã có thư gửi Tổng cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đề nghị khôi phục vận chuyển hành khách thường lệ giữa hai nước. Tuy nhiên, cơ quan này đã có thư phản hồi chưa khôi phục đường bay quốc tế thường lệ đến Trung Quốc với lý do nước này đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát dịch bệnh. Nhằm đáp ứng nhu cầu khách tăng dần những ngày giáp Tết, hiện ngành đường sắt đang tiếp tục tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách thống nhất giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Dịp Tết Nhâm Dần, ngành đường sắt tổ chức chạy 7 đôi tàu khách thống nhất giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, ngoài các đôi tàu SE11, SE12, SE23, SE24 trên, còn có các đôi tàu SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, 6, SE7, 8, SE9, 10. Ngoài ra, trên tuyến Bắc Nam còn có các đôi tàu khu đoạn Tết từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và ngược lại, từ Hà Nội đi Vinh và ngược lại. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giao thông Vận tải về tổ chức hoạt động vận tải khách liên tỉnh dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022, hiện các đơn vị kinh doanh vận tải, ban quản lý và khai thác các bến xe Thanh Hóa đang triển khai phương án phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách. Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, kiểm tra đo thân nhiệt, ghi thông tin hành khách là công việc thường xuyên của lái phụ xe mỗi khi có khách lên xe. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi nhà xe nhằm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chúng tôi vẫn dùng biện pháp 5K cho khách sát khuẩn, rồi kiểm tra sức khỏe, rồi đo nhiệt độ cho khách trước khi lên xe. Dịp Tết Nhâm Dần chúng tôi đi, nhưng mà khách thì cũng không có khách. Đúng là nhiều lúc xe đi phải bù lỗ, với lại cũng phải duy trì để hành khách thôi. Để đi cùng đường cho khách phục vụ Tết trên bà con trên quê. Tại các bến xe trung tâm thành phố Thanh Hóa, những ngày giáp Tết, lượng hành khách không nhiều, thậm chí giảm tới hơn 60% so với dịp Tết Nguyên đán 2021. Nguyên nhân chính là nhu cầu đi lại của hành khách hạn chế do tâm lý ngại dịch COVID-19 và một số tuyến hoạt động vận tải khách liên tỉnh không ổn định mới khôi phục hoạt động trở lại chưa được bao lâu đã phải tạm ngừng hoạt động do nằm trong vùng dịch. Ngoài ra, quy định đối với các xe kinh doanh vận tải phải đổi từ biển trắng sang biển vàng và mới đây là lắp camera giám sát hoạt động vận tải khiến các nhà xe phát sinh thêm chi phí. Trong khi hoạt động vận tải gần như đang phải bù lỗ, vì vậy nhiều nhà xe cắt giảm số lượng xe chạy. Mặc dù vậy, hiện ban quản lý và khai thác các bến xe trung tâm thành phố Thanh Hóa vẫn chủ động tuyên truyền cho nhà xe, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh phòng dịch, chuẩn bị phương tiện vật tư y tế vệ sinh phòng dịch theo khuyến cáo 5K, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết. Đồng thời, ban quản lý yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải giữ nguyên giá cước, không được tùy tiện nâng giá vé, niêm yết công khai giá vé để hành khách được biết. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về sân bãi, phòng chờ, về các hình thức phòng chống dịch COVID. Trong khi đó, về các cái đầu phương tiện, đối với các doanh nghiệp cũng như là hợp tác xã cũng đã có tinh thần phục vụ hành khách đi lại cuối năm và chuẩn bị phương tiện tốt nhất và công tác phòng dịch tốt nhất ở trên phương tiện, thực hiện 5K đầy đủ trong chuyến đi của mình. Về phía bến thì chúng tôi có lực lượng thanh tra giao thông, lực lượng công an thành phố túc trực thường xuyên ở trong bến. Đến thời điểm này, gần như tất cả các tuyến xe khách liên tỉnh ở các tuyến phía Bắc và phía Nam đã được khôi phục hoạt động trở lại. Dù lượng khách di chuyển bằng xe khách trên các tuyến chưa nhiều, song ban quản lý các bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải khách vẫn đang chủ động lên phương án phục vụ vận tải, thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh phòng dịch trước và sau mỗi chuyến đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.